Quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh ngập sâu. Nhiều điểm trên quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh qua miền Trung, Tây Nguyên sạt lở ngập sâu gần 1 mét sau bão Noru, khiến giao thông chia cắt sáng 28 tháng 9. Trưa hôm nay, bà Y Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Plei cho biết, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng lên cao làm cây cầu Đắk Long trên quốc lộ 14 đi qua địa bàn bị ngập khoảng 1 mét. Xe từ Kon Tum để về Quảng Nam và ngược lại đều phải dừng lại hai bên cầu. Nhiều xe theo hướng Nam Bắc và ngược lại phải xếp hàng dài hai bên cầu, kéo dài hàng km. Ngoài ra, huyện đã có phương án hỗ trợ ăn uống tạm thời cho người đi đường bị kẹt do nước ngập không thể qua lại. Mưa lớn cũng gây sạt lở 4 điểm ở đèo Lò Xo thuộc quốc lộ 14. Nhiều đoạn đường liên xã huyện Tumarong bị ngập, cây ngã đổ chắn đường gây ách tắc kéo dài, hai xã Tê Săng, Măng Ri bị cô lập tạm thời. Tương tự, ở Quảng Trị, tuyến quốc lộ 15D từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây lên cửa khẩu quốc tế La Lai, cầu tràn Đắk Rông bị nước ngập sâu 80cm, cầu tràn La Hót 1 ngập 30cm. Một số ngầm tràn miền núi mực nước đang lên, chia cắt giao thông ở các xã Ba Tầng, Hướng Sơn, Hướng Hóa. Hiện tại các địa phương đã khắc phục tạm thời để giao thông đi lại được bình thường. Trên quốc lộ 49, quốc lộ 49B, đường Hồ Chí Minh qua Thừa Thiên Huế, bão Noru làm nhiều cây cối bị ngã đổ, cơ quan chức năng đã đang tiếp tục được các đơn vị cắt dọn và thông xe. Đêm qua, sau khi quần thảo ở Biển Đông, bão Noru với sức gió mạnh nhất 149 km cấp 13 giật cấp 15 đã đổ bộ vào đất liền từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gây thiệt hại về nhà cửa, cây cối đổ ngã. Sáng nay, bão giảm dần sức gió, suy yếu sau đó trở thành áp thấp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.